Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, đúng trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Cái chép quá rồng, được lộc tổ tiên, gặp may liên tiếp, trúng số bất ngờ, gặp thời đổi đời đại gia, tiền vàng nhét chật két. Quý cô bác tuổi Đinh Dậu thân mến, tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 mang đến một diễn cảnh vô cùng rực rỡ cho người tuổi Đinh Dậu. Sinh năm 1957, đây được coi là thời điểm đỉnh cao trong năm, khi vận may hội tụ, trời ban phúc lớn và mọi cánh cửa cơ hội đều rộng mở. Người tuổi Đinh Dậu trong tháng này được dự báo sẽ ăn lộc tổ tông, nghĩa là phúc phần từ gia tiên không chỉ che chở mà còn dẫn đường chỉ lối, giúp họ đạt được những thành công vượt bậc. Những cơ hội lớn về tài chính sẽ đến bất ngờ, mang lại cho họ khả năng trúng lớn, thu về những khoản tiền tỷ tưởng chừng như chỉ có trong mơ. Cơ hội đổi đời chưa bao giờ gần trong tầm tay đến thế, như một phép màu giúp mọi việc trở nên dễ dàng tựa ngửa bàn tay. Không chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền mà tài lộc còn kéo đến ào ạt như dòng nước chảy không ngừng. Đi đến đâu vận may theo đến đó, giúp họ thu hút không chỉ của cải vật chất mà còn cả sự tín nhiệm, quý nhân phù trợ và sự thuận lợi trong mọi khía cạnh của cuộc sống, công việc, kinh doanh, đầu tư hay thậm chí cả những cơ hội bất ngờ từ các mối quan hệ xã hội cũng đều mang lại những giá trị không ngờ tới. Đây là tháng mà tuổi Đinh Dậu nên tự tin thực hiện những dự định lớn, mạnh dạn đầu tư hoặc thử sức với các lĩnh vực mới, với sự hậu thuẫn của tổ tiên và sự đồng hành của vận may hiếm có. Họ chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu rực rỡ, không chỉ cải thiện tài chính mà còn củng cố địa vị, uy tín và sự viên mãn trong cuộc sống. Thật sự đây là giai đoạn một bước đổi đời, tận hưởng niềm vui trọn vẹn mà vũ trụ đã sắp đặt cho họ. Bước vào tháng 11 âm lịch, một khoảng thời gian đặc biệt đang mở ra cho người sinh năm Đinh Dậu 1957. Tháng này được dự báo sẽ mang lại nhiều cơ hội tài lộc bất ngờ, hứa hẹn những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Chỉ trong vòng 7 ngày tới, vận may trời ban có thể dồn dập tìm đến, mở ra cánh cửa dẫn lối quý cô chú anh chị đến khối tài sản đáng mơ ước. Đây có thể là thời điểm giúp quý cô chú anh chị lật sang một trang mới, nơi tiền bạc không chỉ đến mà còn bền vững lâu dài. Vậy đâu là những dấu hiệu báo trước thời vận này, và quý cô chú anh chị cần làm gì để tận dụng cơ hội hiếm có này một cách trọn vẹn? Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào chi tiết của 7 ngày đặc biệt sắp tới, đừng bỏ lỡ từng giây phút. Bởi biết đâu đây chính là cơ hội để quý cô chú anh chị chuyển mình, đạt được thành công và sự ổn định trong cuộc sống. Người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 được trời phú cho nhiều phẩm chất đặc biệt, vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế. Điều này giúp họ trở thành những cá nhân đáng tin cậy, luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi việc. Dưới đây là những điểm nổi bật trong tính cách của họ. Kiên định và quyết đoán, họ luôn giữ vững mục tiêu và nỗ lực đến cùng để đạt được nó. Trong công việc, sự quyết đoán giúp họ bảo vệ quan điểm, không dễ dàng từ bỏ khi gặp khó khăn. Cẩn trọng và tỉ mỉ, trước khi đưa ra quyết định, người sinh năm 1957 thường xem xét kỹ lưỡng để tránh rủi ro không đáng có. Chính sự tỉ mỉ này đã mang lại cho họ nhiều thành công và thành quả cao trong công việc. Trung thực và thẳng thắn, đối với họ, sự trung thực là cách thể hiện sự tôn trọng với người khác. Họ không ngừng ngại chia sẻ ý kiến một cách trực tiếp. Tuy nhiên, sự thẳng thắn này đôi khi khiến họ gặp khó khăn trong giao tiếp,
bởi không phải ai cũng dễ dàng đón nhận sự thật quá rõ ràng và sắc bén. Trách nhiệm và tận tâm, dù trong gia đình hay xã hội, họ luôn cố gắng hoàn thành bổn phận của mình một cách chu đáo. Là trụ cột đáng tin cậy, họ không ngừng nỗ lực để mang lại cuộc sống ổn định và tốt đẹp cho những người thân yêu. Người sinh năm Đinh Dậu 1957 sở hữu sự khôn ngoan và sâu sắc, luôn biết cách đánh giá tình huống khách quan và suy xét kỹ lưỡng trước khi hành động. Nhờ vào khả năng này, họ dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ giá trị và tạo ra cơ hội đáng giá trong cuộc sống. Tuy nhiên, đôi khi sự phân tích quá mức có thể khiến họ trở nên lo lắng hoặc suy tư quá nhiều trong tình cảm và giao tiếp. Chân thành và trung thành, với bạn bè và người thân, họ luôn dành sự chân thành và không ngừng ngại hy sinh để giúp đỡ khi cần thiết. Tìm kiếm sự bền vững, trong tình yêu họ mong muốn một mối quan hệ ổn định, lâu dài, không thích sự thay đổi hay biến động quá nhiều. Tuy nhiên, sự cầu toàn trong tính cách đôi khi khiến họ trở nên khó tính hoặc hơi cứng nhắc, đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân và người khác. Bên cạnh những phẩm chất nổi bật, người tuổi Đinh Dậu còn có tấm lòng nhân hậu, luôn mong muốn mang lại giá trị tích cực cho xã hội. Họ sẵn sàng tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đối với họ, niềm vui không chỉ nở ở thành công cá nhân, mà còn ở việc góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. Tháng 11 âm lịch mang đến cả cơ hội lẫn thử thách cho người tuổi Đinh Dậu 1957. Đây là thời điểm lý tưởng để quý cô chú anh chị tận dụng các mối quan hệ sẵn có, đồng thời chủ động nắm bắt cơ hội tài lộc. Vậy trong những ngày sắp tới, quý cô chú anh chị cần chú ý điều gì để mọi sự được hanh thông, suôn sẻ? Hãy kiên định mở lòng với những cơ hội mới và đừng quên giữ vững sự tỉ mỉ, cẩn trọng vốn có. Tháng này không chỉ là cơ hội để quý cô chú anh chị đổi đời, mà còn là thời điểm củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai. Đừng bỏ lỡ cơ hội để bước vào một giai đoạn mới đầy thịnh vượng và an vui quý tín chủ nhé. Tổng quan tháng 11 âm lịch cho tuổi Đinh Dậu 1957. Tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ là một tháng không dễ dàng đối với người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Mặc dù không phải là thời điểm thuận lợi và may mắn, nhưng đây chính là một cơ hội để bạn chứng tỏ sức mạnh nội tâm và khả năng vượt qua thử thách. Tháng này, quý tín chủ lúc này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và trở ngại, đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ để vượt qua. Điều quan trọng là bạn cần giữ vững tinh thần lạc quan, đừng để những suy tư lo âu làm suy giảm động lực và niềm tin vào bản thân. Ảnh hưởng của cục diện tương hại có thể làm xáo trộn các mối quan hệ, đặc biệt là với những người thân thiết, thậm chí vô tình gây tổn thương. Chính vì vậy, bạn cần phải hết sức thận trọng trong giao tiếp và tránh đặt niềm tin quá dễ dàng vào bất kỳ ai. Dù không có ý hại người, nhưng một chút phòng bị sẽ giúp bạn bảo vệ mình an toàn hơn trong những tình huống khó đoán. Về công việc, tháng 11 mang đến không ít khó khăn, yêu cầu bạn phải tự mình giải quyết vấn đề thay vì kỳ vọng vào sự hỗ trợ từ người khác. Đây có thể là một tháng bận rộn, khi công việc dồn dập và áp lực tăng cao, dù quý tín chủ lúc này sẽ phải nỗ lực hết sức để hoàn thành các nhiệm vụ. Những thành quả có thể không đạt được ngay lập tức, và đôi khi công lao của bạn còn có nguy cơ bị người khác chiếm đoạt. Cạnh tranh không lành mạnh có thể xuất hiện trong môi trường công sở, vì vậy bạn cần phải đặc biệt cảnh giác. Tuy vậy, đây cũng chính là cơ hội để bạn thử thách bản thân, phát triển bản lĩnh và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Sự kiên định và lạc quan là chìa khóa giúp bạn không bị cuốn theo những khó khăn bên ngoài. Tháng này cũng là thời điểm để bạn đánh giá lại các mối quan hệ xung quanh mình và tránh xa những mối quan hệ độc hại, tránh bị lợi dụng hay bị tác động tiêu cực. Về mặt tài vận, tháng 11 không có nhiều dấu hiệu phát triển vượt bậc. Dù bạn có năng lực và thông minh, nhưng thường xuyên phân vân và thiếu quyết đoán, có thể khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội tiềm năng. Đặc biệt, đối với những người làm kinh doanh, việc thiếu sự quyết đoán có thể khiến bạn mất đi những thời điểm tốt để phát triển. Vì vậy, đừng ngần ngại tiến bước, dù phải tự mình đi trên con đường riêng. Đừng để sự lo ngại hay thiếu tự tin cản trở sự thành công của mình. Về tình cảm, vận đào hoa trong tháng này có phần khởi sắc. Nhờ sự hỗ trợ từ các tinh thần thiên diêu, bạn có thể gặp gỡ được nhiều người mới, mở rộng các mối quan hệ. Nhưng với những người đã có gia đình, bạn cần phải giữ khoảng cách nhất định để tránh những hiểu lầm không đáng có. Đặc biệt, việc bảo vệ hạnh phúc gia đình của bạn là vô cùng quan trọng. Hãy nhớ rằng,
Sự rõ ràng và trung thực trong giao tiếp sẽ giúp bạn tránh những rủi ro không đáng có trong mối quan hệ. Về sức khỏe, trong bối cảnh công việc căng thẳng, bạn cũng cần lưu ý đến sức khỏe của bản thân. Tháng này có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và thiếu năng lượng vì khối lượng công việc quá tải. Hãy cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi, phục hồi thể lực và tinh thần để không bị suy kiệt việc. Duy trì một lối sống cân bằng sẽ giúp bạn vượt qua được những thử thách trong tháng này. Tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ là một tháng đầy thử thách và áp lực đối với người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuy nhiên, với sự kiên trì, quyết đoán và thận trọng, bạn hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn này. Đừng quên đánh giá lại các mối quan hệ xung quanh, thận trọng trong công việc và tình cảm, đồng thời giữ gìn sức khỏe để có thể đối mặt với những thử thách sắp tới. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào, việc xem xét tình hình một cách toàn diện và lắng nghe các quan điểm khác nhau là rất cần thiết. Đặc biệt, bạn nên tham khảo ý kiến từ những người không trực tiếp liên quan đến vấn đề của bạn, vì đôi khi, cái nhìn của người ngoài cuộc lại khách quan và sắc bén hơn. Những lời khuyên từ những người này có thể giúp bạn nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, từ đó đưa ra lựa chọn đúng đắn hơn. Ngoài ra, trong tháng 11 này, quý tín chủ lúc này sẽ phải đối mặt với những ảnh hưởng tiêu cực từ cục diện nguyệt lệnh lâm tử. Tâm lý của bạn có thể bị tác động khá mạnh, khiến bạn dễ rơi vào trạng thái bi quan, tự trách bản thân vì những sai lầm mà thực chất không phải do chính mình gây ra. Nếu để những cảm xúc tiêu cực chi phối quá lâu, quý tín chủ lúc này sẽ dễ bị cuốn vào dòng xoáy thất bại và sẽ càng khó để đứng dậy. Chính vì vậy, điều quan trọng lúc này là bạn cần giữ cho tinh thần lạc quan, tìm cách giải tỏa căng thẳng thông qua những hoạt động tích cực như thể thao, giải trí hoặc đơn giản là gặp gỡ những người có suy nghĩ tích cực để truyền thêm năng lượng cho mình. Dù tháng này có nhiều thử thách, nhưng may mắn là sự xuất hiện của các tinh Thái Dương sẽ mang lại cơ hội từ sự giúp đỡ của quý nhân. Thái Dương được coi là sao may mắn, có tác dụng chủ về quý nhân trợ giúp, và đặc biệt là nam mệnh sẽ dễ nhận được sự giúp đỡ từ những người có quyền lực hoặc địa vị. Những người này có thể là những người bạn đã từng làm việc cùng trong quá khứ, hoặc một người bạn cũ sẵn lòng hỗ trợ bạn vượt qua những khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải kiên trì và giữ vững niềm tin vào khả năng của chính mình. Nếu bạn đã cố gắng hết sức, những điều tốt đẹp sẽ tự nhiên đến. Những người thực sự trân trọng và hiểu giá trị của quý tín chủ lúc này sẽ không ngừng ngại đưa tay giúp đỡ khi bạn cần. Do đó, đừng ngại ngần kêu gọi sự hỗ trợ từ những người bạn tin tưởng. Tháng này, nỗ lực hết mình là chìa khóa, bởi sự trợ giúp từ quý nhân có thể đến đúng vào thời điểm bạn cần nhất. Tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ không phải là một tháng dễ dàng, nhưng đây cũng chính là cơ hội tốt để bạn rèn luyện và vượt qua chính mình. Những khó khăn trong công việc, áp lực từ gia đình hay mối quan hệ xã hội đều là những thử thách giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Hãy tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và xây dựng những giá trị lâu dài thay vì chỉ tìm kiếm thành công ngắn hạn. Nếu có thể, bạn nên dành thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ, đánh giá lại những mối quan hệ xung quanh mình, đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều trong các quyết định quan trọng. Và cũng đừng quá cả tin vào mọi người, lòng tin không phải lúc nào cũng có thể trao đi một cách dễ dàng, và bạn cần phải bảo vệ bản thân trước những mối quan hệ không lành mạnh. Đặc biệt, khi đối mặt với những cảm xúc tiêu cực, hãy thử áp dụng các phương pháp giải tỏa căng thẳng như tập thể dục, yoga, thiền định hoặc đọc sách. Những hoạt động này sẽ giúp bạn cân bằng lại tâm trí, giúp bạn vượt qua khó khăn mà không bị suy sụp tinh thần. Về mặt tài lộc, tháng 11 sẽ không mang lại nhiều may mắn cho người tuổi Đinh Dậu. Cục diện tương hại sẽ khiến bạn gặp không ít khó khăn và thử thách trong việc tìm kiếm cơ hội mới. Công việc và các mối quan hệ với khách hàng hay đối tác đều gặp phải sự chững lại, và thậm chí những người bạn cũ thân thiết cũng có thể quay lưng lại trong những tình huống bất ngờ. Đây sẽ là một tháng đầy biến động, yêu cầu bạn phải thật sự vững vàng và kiên trì đối mặt với mọi thử thách. Tình hình tài chính sẽ gặp không ít trắc trở, đặc biệt là trong việc tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới hay mở rộng mối quan hệ với đối tác. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển tài chính của bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với những khó khăn trong tháng này, và đừng quá kỳ vọng vào những cơ hội tài chính ngay lập tức. Sự kiên trì và quyết tâm sẽ là yếu tố quan trọng giúp bạn vượt qua thử thách và dần tìm được những cơ hội tốt trong tương lai. Dù bạn có cố gắng tìm kiếm cơ hội mới đến đâu, dường như vận may lại không mỉm cười với bạn trong giai đoạn này. Công việc,
kinh doanh và đầu tư sẽ đối mặt với không ít thử thách. Thậm chí bạn có thể gặp phải sự trì trệ trong công việc khiến việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đặc biệt, sự thiếu hụt các mối quan hệ mới cũng sẽ khiến bạn cảm thấy lo lắng. Những mối quan hệ lâu dài như khách hàng cũ hoặc đối tác thân thiết trước đây cũng có thể quay lưng lại với bạn trong thời gian này. Sự thay đổi trong thái độ của họ có thể khiến bạn cảm thấy tổn thương và thiếu tự tin. Tuy nhiên, đừng để những thay đổi này làm bạn mất đi hy vọng hay động lực, thay vì cảm thấy bi quan. Bạn cần giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết các vấn đề để có thể phục hồi và tiếp tục phát triển. Dù thử thách hiện tại có thể lớn, hãy nhìn nhận chúng như những cơ hội để học hỏi và trưởng thành hơn, thay vì xem chúng như dấu chấm hết. Biến cố là một phần tất yếu của cuộc sống, và tháng này cũng không phải là ngoại lệ. Những khó khăn tài chính, sự rạn nứt trong các mối quan hệ hay thử thách trong công việc đều là những thử thách mà bạn phải đối mặt. Tuy nhiên, chính những biến cố này sẽ giúp bạn trưởng thành và trở nên kiên cường hơn. Hãy coi chúng là những bài học quý giá để rèn luyện bản thân. Đừng để chúng khiến bạn nản lòng. Để vượt qua những khó khăn này, điều quan trọng là bạn cần giữ vững tinh thần. Đừng bỏ cuộc hay để sự thất bại làm bạn chùn bước. Nếu có bất kỳ rắc rối nào xảy ra, hãy cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ và tìm cách giải quyết vấn đề một cách hợp lý. Đặc biệt, nếu có những hiểu lầm từ người xung quanh hoặc khách hàng quay lưng lại, bạn cần phải hành động thực tế để chứng minh giá trị của mình. Đừng để những khó khăn này làm bạn mất tự tin. Thay vào đó, hãy tận dụng tình huống này để khẳng định lại tên tuổi và danh tiếng của bản thân, xây dựng lại các mối quan hệ và làm sáng tỏ mọi hiểu lầm sẽ giúp bạn củng cố niềm tin từ những người xung quanh. Tháng 11 này, người tuổi Đinh Dậu không nên vội vàng nghe theo lời khuyên hay sự rủ rê từ người khác. Đặc biệt trong các lĩnh vực như đầu tư và kinh doanh, mặc dù những người đưa ra lời khuyên có thể là bạn bè thân thiết hoặc những người bạn tin tưởng, nhưng trong giai đoạn này, việc vội vã đầu tư mà chưa có đủ kinh nghiệm có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tài chính khó khăn, thậm chí là trắng tay. Đừng để những lời dụ dỗ về việc làm giàu nhanh chóng hay những lời hứa hẹn hấp dẫn làm bạn mất cảnh giác. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, đặc biệt là những quyết định liên quan đến tiền bạc, bạn nên dành thời gian để nghiên cứu, học hỏi và trau dồi thêm kiến thức. Việc tự mình tìm hiểu và đưa ra quyết định dựa trên thông tin chính xác sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm đáng tiếc. Đừng để cảm xúc hay sự lôi kéo từ người khác ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Một bước đi vội vàng trong lúc này có thể gây tổn thất lớn cho tài chính của bạn. Dưới tác động của nguyệt lệnh Lâm Tử, tháng 11 này, người tuổi Đinh Dậu có thể cảm thấy thiếu quyết đoán và dễ bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán, nhận xét từ người ngoài. Bạn có thể sẽ có xu hướng phụ thuộc vào ý kiến của người khác, thay vì tin tưởng vào bản thân. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu chủ động trong công việc cũng như trong các quyết định liên quan đến tài chính. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng chỉ có bạn mới hiểu rõ nhất tình hình và những quyết định bạn đưa ra có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mình. Người ngoài có thể có cái nhìn khác, nhưng họ không phải là người phải chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Vì vậy, trong tháng này, bạn cần học cách tin tưởng vào phán đoán và trực giác của chính mình. Đừng để những ý kiến của người khác làm bạn phân tâm và mất đi hướng đi ban đầu. Một lời khuyên quan trọng dành cho người tuổi Đinh Dậu trong tháng này là không nên vội vã tìm kiếm cơ hội tài chính. Dù bạn có thể gặp phải khó khăn hay trở ngại, nhưng hãy kiên nhẫn và tiếp tục cố gắng. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không có khả năng vượt qua thử thách hay không thể cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Thay vì chỉ tập trung vào việc làm giàu nhanh chóng, hãy dành thời gian để học hỏi thêm, tích lũy kiến thức và kỹ năng. Đây chính là nền tảng vững chắc giúp bạn xây dựng sự nghiệp và tài chính ổn định trong tương lai. Dù tài lộc của người tuổi Đinh Dậu trong tháng 11 âm lịch năm 2024 không có nhiều chuyển biến tích cực, bạn vẫn có thể vượt qua những thử thách nếu giữ vững niềm tin và tiếp tục cố gắng. Lời khuyên quan trọng nhất trong thời gian này là thận trọng trong việc đưa ra các quyết định tài chính. Đặc biệt, hãy tránh bị lôi kéo vào những cơ hội đầu tư mạo hiểm, vì những bước đi vội vàng có thể dẫn đến rủi ro lớn. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng là bạn cần học cách tin tưởng vào phán đoán và trực giác của chính mình. Đừng để những ý kiến của người khác làm mất đi sự quyết đoán của bạn. Hãy chắc chắn rằng, với sự kiên trì và sáng suốt, quý tín chủ lúc này sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn và tìm ra con đường phù hợp để phát triển tài chính trong tương lai. Tài lộc không đến từ những quyết định hấp tấp, mà đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hành động cẩn trọng. Trong tháng này, dưới sự ảnh hưởng của Thiên Diêu, người tuổi Đinh Dậu sẽ trải qua một thời gian khá sôi động trong chuyện tình cảm.
Quý tính chủ lúc này sẽ bắt đầu cảm thấy bản thân trở nên thu hút hơn, đặc biệt khi bạn chú trọng đến vẻ bề ngoài và cách thể hiện bản thân. Điều này khiến bạn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác và rất có thể một số mối quan hệ mới sẽ được hình thành. Tuy nhiên, với sự đào hoa dượng mà Thiên Diêu mang lại, tình cảm của bạn cũng không thiếu những phức tạp, đặc biệt đối với những ai đã lập gia đình. Mặc dù tình yêu có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp, bạn cũng cần phải đối diện với không ít thử thách và rắc rối. Vì vậy, việc giữ sự tỉnh táo, kiểm soát cảm xúc và kiên trì với những giá trị đạo đức là vô cùng quan trọng. Với ảnh hưởng của Thiên Diêu, quý tính chủ lúc này sẽ trở nên hấp dẫn và thu hút người khác một cách tự nhiên. Vẻ ngoài của quý tính chủ lúc này sẽ trở thành một yếu tố quan trọng trong việc tạo ấn tượng đối với mọi người xung quanh. Bạn bắt đầu chú trọng hơn đến ngoại hình, trang phục và cách cư xử. Điều này giúp bạn dễ dàng thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Những lần tiếp xúc đầu tiên sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ và bạn có thể nhận được sự chú ý từ những người bạn mới. Những người chưa quen quý tính chủ lúc này sẽ cảm thấy dễ dàng kết bạn và tạo thiện cảm ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Đây có thể là cơ hội mở ra nhiều mối quan hệ mới, bao gồm cả tình bạn và tình yêu, đặc biệt đối với những ai đang tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn. Tháng này có thể là thời điểm tuyệt vời để khởi đầu một mối quan hệ tình cảm mới. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng sự chân thành và hiểu biết giữa hai bên vẫn là yếu tố quan trọng để mối quan hệ trở nên vững bền. Mặc dù sự thu hút mạnh mẽ trong tình cảm có thể mang lại nhiều cơ hội mới, Thiên Diêu cũng có thể mang đến những tình huống phức tạp trong các mối quan hệ. Đặc biệt đối với những người đã có gia đình, bạn có thể gặp phải sự hiểu lầm hoặc bị đồn thổi về những mối quan hệ không rõ ràng. Dù bạn có trong sạch, những lời đồn đại từ người ngoài có thể khiến mối quan hệ vợ chồng của bạn trở nên căng thẳng, đặc biệt khi có quá nhiều sự chú ý từ người khác. Vì vậy, bạn cần phải cẩn trọng trong việc giao tiếp và duy trì các mối quan hệ. Trong những tình huống như vậy, bạn cần chủ động tạo ra ranh giới rõ ràng giữa các mối quan hệ, đừng để sự thu hút hay những mối quan hệ xã hội làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của bạn. Nếu bạn đã có người bạn đời, hãy đảm bảo rằng các mối quan hệ ngoài luồng không tạo cơ hội cho sự hiểu lầm hay đồn đại. Hãy luôn rõ ràng trong việc giao tiếp với người khác và tránh mọi hành động có thể bị hiểu sai, đặc biệt trong những tình huống dễ bị hiểu lầm. Dưới tác động của Thiên Diêu, bạn cần phải cẩn trọng với các mối quan hệ có tính chất ám muội. Sự chú ý và tình cảm mà bạn nhận được từ người khác có thể tạo ra những tình huống dễ gây rắc rối, đặc biệt là khi bạn không biết cách kiểm soát bản thân trong những tình huống như vậy. Hãy tỉnh táo và giữ cho các mối quan hệ của mình luôn rõ ràng và minh bạch để tránh những tình huống có thể gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng và cuộc sống cá nhân của bạn. Nếu không kiềm chế được những cám dỗ hay sự mơ hồ trong các mối quan hệ, bạn rất có thể sẽ rơi vào những tình huống khó xử, gây tổn thương không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình mình. Điều quan trọng trong thời điểm này là bạn cần phải giữ cho các mối quan hệ của mình luôn trong sáng. Tránh tiếp xúc với những người không có thiện chí hoặc có ý đồ không rõ ràng. Đừng để bản thân bị lôi kéo vào những mối quan hệ không có tương lai. Những mối quan hệ mà bạn không thể kiểm soát được, càng duy trì một lối sống trong sáng, bạn càng dễ dàng tránh được những phiền toái và hậu quả xấu có thể xảy ra. Người thành đạt, đặc biệt là những người có sự nghiệp vững vàng và tầm ảnh hưởng trong xã hội, càng dễ vướng vào những mối quan hệ tai tiếng. Một trong những điều mà Thiên Diêu nhắc nhở người tuổi Đinh Dậu là sự thành đạt và nổi bật có thể trở thành yếu tố thu hút sự chú ý không mong muốn. Những mối quan hệ xã hội này có thể khiến bạn rơi vào tình trạng khó kiểm soát, dễ bị lôi kéo vào những mối quan hệ không rõ ràng, từ đó gây tổn hại đến danh tiếng và hạnh phúc gia đình. Lời khuyên dành cho bạn là hãy kiềm chế bản tính phong lưu, đừng để những niềm vui nhất thời làm bạn đánh mất đi những giá trị lâu dài. Việc lấn sâu vào những mối quan hệ ngoài luồng chỉ vì muốn thể hiện bản thân có thể khiến bạn phải hối hận sau này. Những hành động này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình, tạo ra những rạn nứt không thể hàn gắn. Hãy nhớ rằng, sự thành công trong sự nghiệp không thể nào bù đắp cho những tổn thương trong đời sống tình cảm. Nếu bạn muốn bảo vệ mối quan hệ gia đình và giữ gìn sự trong sạch trong tình cảm, bạn cần chủ động tránh những tình huống có thể tạo điều kiện cho các mối quan hệ không rõ ràng, đặc biệt khi bạn nhận được sự chú ý từ những người khác giới. Hãy cố gắng duy trì thái độ tôn trọng và thân thiện nhưng vẫn giữ khoảng cách. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những hiểu lầm và duy trì được lòng tin từ người bạn đời. Hãy luôn nhớ rằng, trong một mối quan hệ, sự tôn trọng và lòng tin là yếu tố quan trọng nhất.
Việc bạn giữ cho các mối quan hệ trong sáng và rõ ràng sẽ giúp tình cảm gia đình luôn bền chặt, đồng thời tránh được những phiền phức và rắc rối không đáng có. Cẩn trọng trong hành động và suy nghĩ, đừng để sự cám dỗ tạm thời đánh mất đi những gì bạn đã xây dựng trong suốt thời gian qua. Tháng 11 này sẽ mang đến nhiều thay đổi trong tình cảm đối với người tuổi Đinh Dậu. Sự thu hút và đào hoa dưỡng có thể giúp bạn mở rộng mối quan hệ, nhưng đồng thời cũng mang đến không ít thách thức và rắc rối, đặc biệt là đối với những người đã có gia đình. Để vượt qua những khó khăn này, bạn cần giữ được sự tỉnh táo, không để sự hấp dẫn bên ngoài làm mờ mắt và ảnh hưởng đến những giá trị cốt lõi của gia đình. Hãy kiềm chế những cám dỗ nhất thời và luôn giữ cho mối quan hệ tình cảm của mình trong sáng và rõ ràng. Dù trong tháng này, người tuổi Đinh Dậu phải đối mặt với nhiều biến động trong sự nghiệp và tài lộc, nhưng may mắn là sức khỏe của bạn vẫn duy trì ổn định. Mặc dù công việc và cuộc sống có thể mang đến nhiều căng thẳng, nhưng chỉ cần bạn không dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ bi quan hay tự trách bản thân. Sức khỏe của quý tín chủ lúc này sẽ vẫn duy trì tốt trong suốt giai đoạn này. Việc chăm sóc bản thân, giữ tinh thần lạc quan và duy trì một chế độ sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Một tinh thần lạc quan là yếu tố quan trọng giúp bạn duy trì sức khỏe ổn định. Dù công việc và tài chính có thể không thuận lợi, việc giữ thái độ tích cực sẽ giúp bạn không bị căng thẳng và lo lắng quá mức về tương lai, từ đó duy trì được sức khỏe thể chất lẫn tinh thần trong những thử thách sắp tới. Những cảm xúc tiêu cực có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của bạn. Nếu bạn cứ tiếp tục suy nghĩ bi quan và tự trách mình, cơ thể sẽ dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, dễ ốm yếu và càng làm cho những khó khăn trong cuộc sống trở nên khó vượt qua hơn. Thay vì chìm đắm trong lo lắng và thất vọng, bạn nên nỗ lực thay đổi góc nhìn và nhìn nhận mọi vấn đề một cách tích cực hơn. Dù cho sự nghiệp có gặp phải khó khăn, bạn vẫn cần nhớ rằng những thay đổi này là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chúng có thể chính là cơ hội để bạn học hỏi và trưởng thành. Bạn cần đặt ra mục tiêu rõ ràng và không ngừng cố gắng để vượt qua thử thách. Đồng thời, hãy tìm niềm vui trong những điều đơn giản trong cuộc sống, như việc dành thời gian cho gia đình, bạn bè hoặc tham gia các hoạt động giải trí. Điều này sẽ giúp tinh thần bạn trở nên thoải mái hơn, từ đó sức khỏe cũng được duy trì tốt hơn. Một trong những cách hiệu quả nhất để duy trì sức khỏe là tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao. Đây không chỉ là phương pháp giúp bạn nâng cao thể lực, mà còn là một cách tuyệt vời để giảm căng thẳng và mệt mỏi. Tham gia các hoạt động thể thao đều đặn sẽ giúp cải thiện sức bền, tăng cường sức khỏe tim mạch và nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Thêm vào đó, thể dục còn giúp bạn tăng cường sự dẻo dai, cải thiện vóc dáng và mang lại cảm giác tự tin, hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Trong tháng này, bạn có thể thử tham gia vào các hoạt động thể thao ngoài trời như đi bộ, chạy bộ, đạp xe hoặc tham gia các trò chơi thể thao nhóm như bóng đá, cầu lông, tennis. Những hoạt động này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn là cơ hội để bạn kết nối với bạn bè và gia đình, tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ và thư giãn. Việc luyện tập thể dục ngoài trời còn giúp bạn hít thở không khí trong lành, làm dịu đi căng thẳng trong tâm trí, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc phải các vấn đề sức khỏe do stress. Bên cạnh việc luyện tập thể dục thể thao, chế độ ăn uống cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Để có một cơ thể khỏe mạnh, bạn cần chú ý cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đồng thời tránh xa những thói quen ăn uống không lành mạnh, có thể làm giảm sức đề kháng và tăng nguy cơ mắc bệnh. Việc ăn uống điều độ và chọn lựa thực phẩm hợp lý sẽ giúp bạn duy trì trạng thái khỏe mạnh và năng động. Ưu tiên những thực phẩm tươi ngon, giàu vitamin và khoáng chất như rau củ quả, thực phẩm chứa nhiều chất xơ, các loại hạt và thực phẩm giàu protein. Đồng thời, hạn chế tiêu thụ thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và các loại thực phẩm chứa nhiều đường, dầu mỡ, bởi chúng có thể gây hại cho sức khỏe lâu dài. Đừng quên uống đủ nước mỗi ngày để giúp cơ thể duy trì cân bằng điện giải và cải thiện chức năng của các cơ quan. Một trong những phương pháp hữu hiệu giúp giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe là tham gia vào các hoạt động ngoài trời. Dưới ảnh hưởng của thiên diêu, người tuổi Đinh Dậu sẽ cảm thấy có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động cộng đồng, vui chơi với bạn bè hoặc tham gia các chuyến du lịch ngắn ngày. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn tạo ra cơ hội để giao lưu, học hỏi và mở rộng các mối quan hệ. Các hoạt động ngoài trời như dã ngoại, leo núi hay thậm chí là đi bộ trong công viên cũng có thể giúp bạn giải tỏa lo âu, cải thiện tinh thần và nâng cao sức khỏe.
Thiên nhiên là nguồn năng lượng vô cùng quý giá để bạn phục hồi sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Hãy tận dụng những khoảnh khắc này để nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng cho bản thân. Cảm giác thư thái khi được hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh sẽ giúp bạn tạm thời quên đi những lo lắng trong công việc và cuộc sống. Bên cạnh việc duy trì hoạt động thể dục thể thao và chế độ ăn uống lành mạnh, việc kiểm soát căng thẳng và đảm bảo giấc ngủ đầy đủ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sức khỏe ổn định. Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thử thách trong công việc và tài chính, quý tín chủ lúc này sẽ không ít lần cảm thấy căng thẳng và áp lực. Tuy nhiên, nếu để căng thẳng kéo dài, nó có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, làm gia tăng nguy cơ mắc phải các vấn đề về tim mạch, huyết áp cao hoặc các vấn đề tiêu hóa. Do đó, bạn cần tìm ra cách giải quyết căng thẳng một cách hiệu quả, giúp mình luôn giữ được sự bình tĩnh và năng lượng tích cực. Một trong những phương pháp hữu ích để giảm căng thẳng là thực hành thiền hoặc yoga. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn thư giãn, mà còn giúp cải thiện tâm trạng và nâng cao sự minh mẫn trong suy nghĩ. Nếu không có thời gian cho các bài tập này, bạn cũng có thể đơn giản dành thời gian thư giãn như nghe nhạc, đọc sách hoặc trò chuyện với người thân. Việc làm này không chỉ giúp bạn xua tan căng thẳng mà còn mang lại sự thư thái cho tinh thần. Đồng thời, bạn cũng cần chú ý đến giấc ngủ của mình. Ngủ đủ giấc mỗi đêm không chỉ giúp cơ thể phục hồi năng lượng mà còn cải thiện tâm trạng và tinh thần, giúp bạn luôn tỉnh táo và đầy năng lượng để đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống. Trong tháng này, dù bạn phải đối mặt với không ít biến động trong sự nghiệp và tài lộc, nhưng may mắn là sức khỏe vẫn là điều bạn có thể duy trì ổn định. Để giữ gìn sức khỏe, bạn cần chú ý đến việc duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm việc luyện tập thể dục thể thao đều đặn, ăn uống điều độ và quản lý tốt tinh thần. Hãy nhớ rằng, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất của bạn, và chỉ khi chăm sóc bản thân tốt, bạn mới có thể vượt qua mọi thử thách trong công việc và cuộc sống. Những ngày may mắn trong tháng 11 âm lịch cho người tuổi Đinh Dậu. Tháng 11 âm lịch này, người tuổi Đinh Dậu sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi, đặc biệt trong các lĩnh vực sự nghiệp, tài lộc và đầu tư. Dưới đây là những ngày tốt nhất trong tháng mà bạn có thể tận dụng để mang lại may mắn và phát tài. Ngày 1 tháng 11 âm lịch. Ngày mùng 1 mang đến cơ hội mở rộng các mối quan hệ làm ăn và đầu tư. Những công việc quan trọng như ký kết hợp đồng hay mở rộng quy mô kinh doanh sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết. Bạn cũng có cơ hội gặp gỡ những đối tác mới có thể hỗ trợ sự nghiệp lâu dài của bạn. Các dự án và kế hoạch đầu tư trong ngày này có xu hướng phát triển tốt, đặc biệt là những ai muốn mở rộng hoạt động kinh doanh. Con số may mắn trong ngày này là 40 và 66. Lời khuyên cho bạn là tận dụng cơ hội hợp tác và đừng ngần ngại đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn cảm thấy có tiềm năng. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan và tự tin trong mọi quyết định. Ngày 3 tháng 11 âm lịch. Ngày 3 là thời điểm tuyệt vời để tham gia các hoạt động giao tiếp, gặp gỡ đối tác hoặc khách hàng, những người có thể giúp bạn đạt được mục tiêu lớn trong sự nghiệp, công việc và tài lộc. Đầu tư và hợp tác trong ngày này sẽ thuận lợi, các cuộc đàm phán dễ dàng đi đến thỏa thuận, giúp bạn mở rộng quy mô công việc và gia tăng thu nhập. Con số may mắn là 22 và 65. Đây là thời điểm lý tưởng để đầu tư vào các dự án dài hạn. Hãy tự tin vào quyết định của mình và nhớ tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm. Ngày 5 tháng 11 âm lịch. Ngày 5 mang đến một ngày lý tưởng cho các giao dịch tài chính và đầu tư. Quý tín chủ lúc này sẽ gặp may mắn trong các dự án hoặc quyết định quan trọng. Đặc biệt, những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư lớn sẽ thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Mọi giao dịch tài chính trong ngày này đều có xu hướng mang lại lợi nhuận cao. Hãy tận dụng cơ hội này để củng cố tài chính và mở rộng các kế hoạch đầu tư của mình. Với những cơ hội này, hãy chuẩn bị tinh thần và hành động quyết đoán để đạt được những thành công vượt trội trong tháng 11 âm lịch. Cơ hội đầu tư và tài lộc trong tháng 11 âm lịch. Đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hoặc các lĩnh vực kinh doanh khác trong tháng 11 âm lịch này sẽ mang lại may mắn. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đưa ra những quyết định quan trọng, đặc biệt là trong các lĩnh vực đầu tư tài chính. Cùng với đó, quý tín chủ lúc này sẽ có cơ hội hợp tác với những đối tác uy tín. Điều này không chỉ giúp phát triển công việc mà còn mở rộng tài lộc. Con số may mắn trong thời gian này là 11, 88 và 39. Lời khuyên, hãy tận dụng sự may mắn và nắm bắt cơ hội hợp tác, đầu tư vào những lĩnh vực bạn tin tưởng có tiềm năng lớn. Ngày 8 tháng 11, xây dựng danh tiếng và mối quan hệ.
Ngày 8 tháng 11 là một ngày vô cùng thuận lợi để bạn xây dựng danh tiếng và kết nối các mối quan hệ trong công việc. Mọi cuộc gặp gỡ hay đàm phán sẽ diễn ra suôn sẻ. Đặc biệt là nếu bạn có dự định ký kết hợp đồng mới, những người có tầm ảnh hưởng sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn, giúp phát triển sự nghiệp và gia tăng tài lộc. Con số may mắn cho ngày này là 83 và 47. Lời khuyên, đây là thời điểm vàng để bạn kết nối với những người có thể giúp bạn tiến xa hơn trong công việc. Sự chăm chỉ và cẩn thận trong công việc sẽ giúp bạn đạt được những bước tiến vững chắc. Ngày 10 tháng 11, quyết định quan trọng trong đầu tư và kinh doanh. Ngày 10 tháng 11 là một ngày đầy hứa hẹn, mang đến cơ hội lớn trong các lĩnh vực đầu tư tài chính và mở rộng kinh doanh cho người tuổi Đinh Dậu. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đưa ra những quyết định quan trọng, đặc biệt trong việc đầu tư vào các dự án lớn hoặc mở rộng quy mô công ty. Tài lộc của quý tín chủ lúc này sẽ được cải thiện nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc. Con số may mắn trong ngày này là 16 và 54. Lời khuyên, hãy thử sức với các kế hoạch mới, nhưng đừng quên kiểm tra kỹ mọi chi tiết và tham khảo ý kiến từ những chuyên gia trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Ngày 12 tháng 11, ký kết hợp đồng và giao dịch tài chính. Ngày 12 tháng 11 sẽ là ngày thuận lợi để bạn ký kết hợp đồng hoặc thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng. Quý tín chủ lúc này sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác hoặc đồng nghiệp. Điều này giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính nhanh chóng. Các giao dịch, đặc biệt là những liên quan đến đầu tư bất động sản hoặc các sản phẩm kinh doanh lớn, sẽ mang lại kết quả khả quan. Con số may mắn cho ngày này là 18 và 53. Lời khuyên, hãy duy trì sự tập trung trong công việc và cẩn thận với các quyết định tài chính. Đừng vội vàng trong việc ký kết hợp đồng mà không xem xét kỹ lưỡng các điều khoản. Ngày 15 tháng 11, cơ hội mở rộng kinh doanh và đầu tư tài chính. Ngày 15 tháng 11 mang đến những cơ hội thuận lợi cho những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính hoặc mở rộng công việc kinh doanh. Những ai đang tham gia vào các hoạt động hợp tác sẽ gặp may mắn, đặc biệt trong việc ký kết các hợp đồng lớn. Công việc và tài lộc trong ngày này sẽ giúp bạn gia tăng thu nhập và tiến xa hơn trong sự nghiệp. Các quyết định bạn đưa ra hôm nay sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu dài hạn. Con số may mắn cho ngày này là 20 và 77. Lời khuyên, hãy chú ý đến những cơ hội mở rộng mối quan hệ. Quý tín chủ lúc này sẽ có thể tìm được những đối tác tiềm năng, người có thể giúp bạn thành công trong tương lai. Với những cơ hội lớn và các ngày may mắn trong tháng 11 này, hãy chuẩn bị tinh thần để đưa ra những quyết định chiến lược và không bỏ lỡ các cơ hội quan trọng. Những bước đi quyết đoán và khôn ngoan sẽ giúp bạn đạt được thành công bền vững trong công việc và cuộc sống.